Khi đã chạm tới đáy của hố đen thì chỉ có con đường duy nhất, đó là leo lên. Bạn không được để mình rơi xuống sâu hơn nữa. Đó là câu nói của tiến sĩ Ahmed Kofar, nhà phát minh người Israel và cũng là một trong những người tiên phong trong ngành công nghiệp khung xương ngoài, ngành công nghiệp chế tạo ra các sản phẩm nhằm hỗ trợ các hoạt động cơ thể cho người khuyết tật. Đằng sau câu nói ấy của ông là một cái câu chuyện đáng nể, bắt đầu bằng những tai nạn nghiêm trọng cướp đi khả năng đi lại của ông, cho đến quá trình chiến đấu để có thể sinh hoạt lại như người bình thường và loạt phát minh vì người khuyết tật. Hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảng thời gian chạm đáy, đó là sau những biến cố, những vận hạn cứ xảy đến và kéo tụt chúng ta xuống thẳm đáy vực sâu. Không thể tránh khỏi việc nhìn xung quanh cảm thấy đau đớn và dường như bản thân mình đang chững lại trong khi vạn vật đang vận động không ngừng. Đó cũng là bản thân tiến sĩ Amit trước câu nói kia và cũng trước khi từng bước leo lên cuộc sống mới. Bởi tiến bộ là những bậc thang không ngờ. Tiến bộ là những bậc thang không ngờ cũng chính là tiêu đề bài viết của tác giả Lâm Duệ Nghi viết và đăng tải trên Spider Room trong bối cảnh khó khăn của kinh tế và xã hội, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Những người đang trải qua các cuộc khủng hoảng cũng như sự bỡ ngỡ trước khi bước chân vào thị trường lao động, chúng mình tin rằng hơn ai hết các bạn cần video này. Vậy, hãy để chúng mình làm điểm tựa tinh thần cho các bạn. Hãy cùng bắt đầu video nhé! Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thôi nào. Hôm nay tôi vừa nói chuyện với một người bạn vừa sang Đan Mạch. Cô ấy bảo với tôi rằng cảm thấy bản thân bị thụt lùi, học hành không xong, tiền bạc không có, ngày ngày chỉ có stress với bực mình vì đứa chung nhà. Nghe xong, tôi chợt nhớ thấy mình vào năm 18-19 tuổi khi vừa sang Canada. Bao áp lực và bất lực của những năm tháng đó khiến tôi lạc lối. Vào khoảng thời gian ấy, nhìn vào những người bạn Việt Nam hay xung quanh, ai nấy cũng đều tiến bộ lên từng ngày, còn tôi thì cứ như mãi dậm chân tại chỗ. Tôi đã từng vì thế mà hối tiếc vì quyết định đi nước ngoài của mình, cảm thấy bản thân mình chậm hơn người khác, đủ đường và mệt mỏi vô cùng với cuộc sống. Nhưng mà ra nước ngoài thật là một quyết định rất khó khăn và cần rất nhiều nỗ lực. Hãy tưởng tượng xem, bạn đang ở trong một đất nước xinh đẹp, đã có sẵn cho mình một dòng chảy cuộc sống, nơi mà nhịp phát triển của bạn cũng như nhịp phát triển của đất nước, một nhịp chảy trôi lên ngày ngày. Thế rồi đùng một cái, bạn sang đến nơi mà ngôn ngữ là thứ bạn câu hiểu câu không, mọi thứ đều lạ lẫm đến ngỡ ngàng. Đó là một nơi mới, một xuất phát điểm mới, nơi mà bạn chẳng có gì ngoài bạn. Nếu ai có dự định du học thì hãy nhớ kỹ điều này. Có thể tiếng Anh của bạn rất tốt, nhưng vẫn có nhiều thứ bạn cần học hỏi từ những người dân ở đây. Vì văn hóa khác biệt, khẩu âm cũng khác biệt, nên việc có một nền móng tiếng Anh tốt thôi, nó mới chỉ là cái sàn để bạn đứng vững, chứ mưa gió bão bùng vẫn chưa có nơi nào che cho bạn đâu. Có thể bạn lanh lẹ và giỏi thích ứng, nhưng hãy để cơ thể của bạn có thời gian làm quen. Thời tiết có thể dễ chịu hơn Việt Nam vào một vài ngày, nhưng cũng có thể khắc nghiệt hơn trong một vài tháng. Nếu bạn thích ứng được ngôn ngữ và văn hóa, thì thời tiết luôn là mệnh đề khó cho cả chính cơ thể mà bạn từng nghĩ là khỏe mạnh của mình. Và bạn có thể là một người hướng ngoại, nhưng mà tin mình đi, một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mình không nằm trong cộng đồng của những người ở đây. Thứ duy nhất để có thể hòa nhập dần là thời gian và tâm trí. Lâu dần, những mệnh đề khó sẽ trở nên dễ, nhưng đến bao giờ thì chẳng ai biết cả. Có người thì mất vài tháng, có người thì như tôi mất cả năm, có người cố mãi không hòa nhập được và buộc phải quay về nước. Dù là lựa chọn thế nào thì họ đều có một tương lai và một quyết định riêng. Chỉ cần nó khiến bạn hạnh phúc thì tôi tin là quyết định đó đúng với bạn. Nhưng trước khi đạt được hạnh phúc thì thứ ta đương đầu được chính là đoạn hành trình dài tự trách bản thân và suy sụp. Với tôi, 1-2 năm đầu ở Canada chính là khoảng thời gian như vậy. Tôi chẳng thấy mình tiến bộ lên ở điểm nào và so với người khác thì tôi thụt lùi cả ngàn bậc thang. Nhưng tôi quên mất đi một điều, khi mọi người xung quanh tiến vào hành trình của họ, họ đã ở bậc thang sẵn có, không quá cao nhưng ít ra họ đã leo lên được 1/3 chặng đường. Còn tôi là leo xuống một bậc và tìm kiếm một bậc thang khác. Nên nếu bạn cũng đang trong tình trạng như tôi, đừng nhìn vào bậc thang thành công của người khác. Hãy quan sát khung cảnh quanh đó, vì nó đáng giá hơn là nhìn vào bước chân của người khác. Bạn sẽ thấy nơi mà mình đến rất mới mẻ, có nhiều khung cảnh đẹp và nhiều kiến thức hay ho. Có thể mớ kiến thức đó chẳng giúp ích gì được cho bạn, nhưng nó thú vị và khiến bạn hiểu biết hơn. Mỗi thứ học được không quan trọng là đa to, bố lớn thế nào, quan trọng là bạn áp dụng nó ra sao để cuộc sống này của bạn được hạnh phúc. Sẵn tiện để mình rông dài một kiến thức chẳng liên quan gì mà mình học được từ podcast nhé. Nội dung podcast là về thức ăn. Tại sao nấu thịt bò bị dai thì đó là do điều chỉnh lửa không phù hợp.
tính ra thì nó chẳng liên quan gì đến ngành mình học hay công việc của mình. Nhưng một ngày đẹp trời khi mình nấu ăn thì mình lôi nó ra áp dụng. Thế là món bò hôm đó không bị dai và mình thì vui vô cùng vì có một bữa ăn có thể gọi là tạm ngon. Gom từng chút nhỏ nhặt lại như vậy, sau 8 năm ở nước ngoài, mình nhận ra mình học được rất nhiều thứ, kể cả về bản thân lẫn kiến thức. Có thể nó chẳng mấy lớn lao, thành tựu cũng chẳng có gì quá to tát, nhưng nó khiến mình nhận ra mình trưởng thành lên từng ngày và mỗi ngày mình đều giỏi hơn bản thân trong quá khứ. Lần về Việt Nam gần nhất là lúc mình nhận ra bản thân mình đã học được rất nhiều ở cái đất nước nhàm chán này. Lúc về Việt Nam mình tệ đến mức chẳng biết đi phương tiện công cộng thế nào, chạy xe máy ra sao mình cũng quên, thuê khách sạn mình cũng sợ. Mọi thứ đối với mình đột nhiên trở nên lạ lẫm và đáng sợ vô cùng. Mọi thứ khiến mình nhớ đến bản thân mình khi vừa đến Canada và chợt nhận ra là trong 1-2 năm thôi, mình đã làm quen được hết những nỗi sợ đó. Ở Canada chẳng có gì khiến mình sợ nữa, từ việc chạy xe đến thuê nhà, mua nhà hay bán nhà, thậm chí là cả những giấy tờ pháp lý mình đều biết và có thể làm tốt. Đương nhiên vẫn có những thứ mà mình chưa giỏi hoàn toàn, nhưng khi về đến Việt Nam thì mình nhận ra rằng mình đã quá quen cách sống và tự lập rất nhiều ở bên đó. Cuộc sống ở nước ngoài có thể rất nhàm chán đối với chúng ta, những đứa trẻ vừa lớn hoặc những người đã quen cách sống ở thành phố 7 giờ đi cà phê, 8 giờ đi coi phim như tụi mình. Đương nhiên là mình chỉ ví dụ một ngày thật vui vẻ đi chơi thôi chứ không thể hôm nào cũng như thế được. Nhưng ở Canada thì dù bạn có muốn đi chơi thì cũng chẳng thể đi khuya như thế ngoài đi bar hay đi pub, mà mấy nơi đó cũng chẳng có không khí náo nhiệt như bên mình. Một vài ngày nơi này sẽ khiến chúng ta chán đến mức muốn quay về nước ngay, nhưng càng ở lâu thì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau và học được thêm nhiều thứ mới mẻ. Và tôi tin là khi cuộc sống của chúng ta càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi ở một nơi xa lạ, đó là tín hiệu cho chúng ta biết chúng ta đang trải qua một bài học khó nhằn. Vượt qua được thì chúng ta sẽ thu được thêm kiến thức và sự trưởng thành. Mà đôi khi những cảm giác chán nản vì thụt lùi cũng là một tín hiệu để chúng ta chỉnh đốn bản thân. Khi mình thấy mình không giỏi, tự khắc sẽ cố gắng để giỏi hơn. Những áp lực đó nếu không chế tốt thì nhất định sẽ khiến chúng ta có thành quả. Tóm lại một điều là như thế này: nếu bạn thấy áp lực kinh khủng, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể không khí trong lành ngoài đó sẽ giúp bạn thoải mái và sáng tạo hơn để tìm ra hướng đi cho mình. Đừng cố ép bản thân quá mức hoặc so đi so lại với người khác. Cuộc đời bạn là một cuốn sổ mà bạn phải vạch ra từng bậc thang để cố gắng, chứ không phải là cái thước kẻ mà đi đo tới đo lui xem ai đã tiến xa hơn. Còn nếu ngoài cửa sổ của bạn không khí vẫn chưa trong lành và cảnh vật không thể đẹp, thì đó là dấu hiệu bạn nên cố gắng để nhìn thấy được khung cảnh mà mình mong muốn rồi đấy. Nào, bây giờ hãy cùng thử nhắm mắt lại và tưởng tượng ra khung cảnh mà bạn quyết tâm đổi lấy. Đó là khung cảnh thế nào vậy? Hay nó chưa kịp thành hình? Nếu đã có cho mình một khung cảnh để phấn đấu, hãy cố gắng đối mặt với vất vả để có được khung cảnh này. Tuy cực nhưng nó đáng giá và tạo cho nhiều động lực hơn để gìn giữ và tiếp tục leo lên những bậc thang tiếp theo. Còn nếu chưa biết bạn muốn leo đến đâu thì đây là lúc bạn bắt đầu. Bởi vì khi chạm tới đáy của hố đen thì chỉ có con đường duy nhất là leo lên. Bạn không được để mình rơi xuống sâu hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn nghĩ sao về nội dung của video? Hãy chia sẻ cùng chúng mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong các video tiếp theo. Peace!